Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay cả gia đình nhà mình đi ăn sushi ở resort Dominican Republic. Mọi người hãy theo mình xem ở đó có những cái gì. Đúng rồi, đây chụp lại này. Anh Phòng ơi, cầm máy chụp cho mấy chị em này. Lên cho chụp tôi mắt ngắm hai chị em chụp này. Tiếc ăn nhiều lắm gì? Yeah, anh chụp sàn nhiều hơn quả. Không được chụp sàn đâu. Bây giờ đang đi ăn. Đang đi vào nhà hàng Nhật ăn sushi. Red white or white? Red. Ai uống rượu trắng hay rượu đỏ?
Oh!
thành bố tòa nào đáng sợ. Now what's that? Bây giờ em mua em để 2 năm tới đi. Đúng rồi. À,
phải gấp gấp có thời gian mà mua được đâu. Đây giày cốt 300 đây, giày cốt 300 đây, mua đây rẻ đây, là ai biết là đôi giày cốt này bên trong không không? Mới tinh. Đúng rồi em biết. Bây giờ ăn xong phải đi bộ lòng vòng trong cái mo để cho nó tiêu mỡ tiêu mỡ. Ngày nào cũng ăn, sáng ăn, trưa ăn, tối ăn, ăn quá trời ăn luôn. Ở trong cái mo họ bán đồ cũng rất là đẹp nhưng mà mắc. Bây giờ trên đường đi bộ về nhà này. Ôi, chị phải mặc cái váy đẹp này. Áo dài lúc đấy đó. Đúng rồi, ngồi sát là còn ăn rồi. Xong ngồi đánh bài. À, ăn xong rồi tối không có việc gì làm đánh bài tiếp. Mấy chị em ngồi lại chơi đánh bài ở cái cỡ nhà hàng gần chỗ mình ở này, cái resort đấy. View của mình cũng khá dài rồi. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả nhà đã bỏ thời gian ra xem video của Thoa Canada. Mọi người hãy bấm nút đăng ký ủng hộ Thoa nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.